nàng tiểu ma đầu Kiều Lạc Hy nhà ta hiện đang được chàng công tử Giang Thánh Trác phục vụ tận tình. Vị ngọt của tình cảm mà chàng dành cho nàng càng ngày càng tăng và độ công khai thì mãnh liệt. Chỉ duy tội có một cô gái tính khí hơi ngang hay chơi ngông lắm, lại ngốc không hiểu điều đó. Dựa hơi nàng ốm, chàng cũng tự tạo thời cơ trốn việc ở nhà cùng nàng để tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Nào thì đưa cơm, nào thì thay thuốc, còn chọc phá cho nàng vui vẻ. Có lẽ với Thánh Trác, chỉ cần ở bên cạnh nàng những ngày yên bình như vậy đã đủ hạnh phúc rồi. Chẳng cần biết tình cảm của nàng là gì, chỉ cần ít nhất những phút giây này có nàng là đủ. Đặc biệt thú vị là chàng còn bị chịu hình phạt thích đáng của hai nàng tiểu thư Lạc Hy về cái tội. Tội gì thì hồi sau sẽ rõ. Chương 21, âm mưu. À, đau. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi. Giang Thánh Trác, anh không nhẹ tay được một chút à? Giang Thánh Trác hết sức cẩn thận thay thuốc cho Kiều Lạc Hy, đành để mặc cô cứ 2 giây lại gào thét bên tai anh. Giang Thánh Trác thật sự không chịu nổi nữa, mới ngẩng đầu lên lườm cô một cái. Cô trật tự cho tôi hoàn toàn còn chưa chạm vào cơ mà. Kiều Lạc Hy mếu máo, gương mặt tủi thân. Còn nữa, đau là đúng rồi, để cô sau này nhớ lấy. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chị đây sẽ biến thành một nữ ma đầu đen tối, lòng dạ nham hiểm. Sẽ có một ngày tôi sẽ bắt tất cả mọi người trước tên tôi phải thêm 3 từ hắc quả phụ. Nếu ai đắc tội với tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó xin sống không được, cầu chết chẳng xong. Bờ vai của Giang Thánh Trác rung lên bần bật. Kiều Lạc Hy phụng phịu nhìn anh. Cười cái gì? Có gì đáng cười chứ? Giang Thánh Trác né tránh sự lạm dụng uy quyền của cô, cúi đầu xuống nhí nhị. Thay xong rồi, vết thương hồi phục rất tốt. Kiều Lạc Hy xoa tay lên lớp băng gạc, mấy giây trước còn tràn đầy khí thế, mấy giây sau đã hóa thân thành một cô gái bé nhỏ, đau lòng hỏi. Liệu để lại sẹo không? Giang Thánh Trác dựa người vào ghế sofa phía sau, trêu đùa. Nữ ma đầu mà lại sợ có sẹo à? Có vài vết sẹo sẽ càng dọa được người khác chết đứng ấy. Kiều Lạc Hy đang định phản bác thì có người gõ cửa. Giang Thánh Trác nhìn chiếc đồng hồ trên tường mỉm cười. Kiều Lạc Hy lấy chân đá anh. Đi mở cửa đi. Đây là nhà cô cơ mà, tôi đi làm gì? Kiều Lạc Hy suy nghĩ một lúc, liền đứng dậy mở cửa. Giang Thánh Trác ở đằng sau hét lớn. Đứng cho vững nhé, đừng có giật mình. Kiều Lạc Hy bị mấy câu nói kỳ lạ của anh làm cho đầu óc mơ màng. Nhìn thấy người khách thì giật nảy mình. Anh hai. Kiều Dụ nhìn thấy cô hốt hoảng lo sợ, giấu phía cánh tay ra phía sau lưng. Giấu cái gì đấy để anh xem nào. Kiều Lạc Hy vừa trốn, vừa quay đầu trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên sofa. Người nào đó lại ung dung nhàn hạ đọc báo mà không thèm nhìn cô. Rốt cuộc có trốn cũng không được. Kiều Dụ nhìn cô, khuôn mặt đau lòng. Có chuyện gì vậy? Kiều Lạc Hy cười xòa, kéo Kiều Dụ vào trong ngồi. Em không cẩn thận bị ngã mà, cũng sắp khỏi rồi. Anh, sao mình yêu ngồi? Chỗ này để hai tôi ngồi. Lại đá tôi, cô quên là ai mang cơm đến cho cô, ai thay băng cho cô rồi à? Kiều Lạc Hy đuối lý không nói được câu nào. Kiều Dụ xoa xoa đầu cô em gái, gương mặt không tài nào vui vẻ cho được. Em bị người khác ức hiếp, tại sao không nói với anh? Anh hai, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không nghiêm trọng vậy đâu. Thật đấy. Sau này thì phải cẩn thận hơn. Bây giờ bên ngoài loại người gì chẳng có, thông minh lên một chút. Vâng, em nhớ rồi. Kiều Dụ bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn Giang Thánh Trác, vừa cười vừa nới lỏng cà vạt, cởi cúc cổ áo và tay áo. Sau đó từ từ chậm chậm sắn lên, để lộ ra cơ bắp săn chắc rắn giỏi. Nụ cười đó khiến Giang Thánh Trác lạnh run người. Anh hai, anh cười trông khủng bố quá. Kiều Dụ dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu ta, tiếp tục cười, nhẹ nhàng nói. Thánh Trác, theo anh vào phòng một lát. Thôi mà anh. Kiều Dụ bước đến tóm lấy anh, nhỏ nhã trả lời. Việc này vẫn không thể thiếu được. Giang Thánh Trác bị anh ấy kéo về phía trước, vừa đi vừa quay đầu mếu máo nhìn Kiều Lạc Hy. Sao Lạc Tư, tôi hận cô. Kiều Lạc Hy cười tít mắt, vẫy tay với anh. Anh hai, sang bướm bướm, hai người giao lưu vui vẻ nhé. Lúc đóng cửa phòng lại, liền phát ra những âm thanh bộp bộp, thỉnh thoảng còn có tiếng rên rỉ và tiếng nói chuyện. Kiều Dụ đấm một cái vào phía bụng dưới anh, hổn hển thở. Anh hai, em sai rồi. Sai à? Anh giao em gái cho cậu, cậu chăm sóc nó thế đấy à? Nói xong còn định bồi thêm một cú đấm nữa. Không ngờ Giang Thánh Trác lại tránh được. Người cậu ta cứ như con cá trạch, không tài nào bắt được. Em vừa mới không để ý là một chút đã xảy ra chuyện rồi.
Em xin thề, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lần sau? Cậu còn dám có lần sau? Tính lần này cho xong đi đã. Kiều Lạc Hy bò ở cửa nghe được một lúc, mới nhìn thấy Kiều Dụ từ trong bước ra. Quần áo vẫn ngay ngắn, đến tóc cũng không rối sợi nào. Giang Thành Trác, ngoài việc áo sơ mi có hơi nhăn nhúm ra, cũng không nhìn ra điều gì khác. Nhưng dáng đi và biểu hiện trên gương mặt rõ ràng không linh hoạt. Kiều Dụ ôm lấy vai em gái, kéo cô đi về phía cửa ra vào. Thằng nhóc này khá đấy, chỉ biết tránh mà không đánh trả. Anh ta biết đánh không lại anh nên mới không dám đánh trả thôi. Kiều Dụ mỉm cười, thở dài ngao ngán. Còn bé ngốc nghếch này, cậu ấy là dòng dõi thế gia, sao có thể không đánh lại anh hai chứ? Nếu không phải vì quan tâm đến em, sao lại cam tâm tình nguyện để anh đấm chứ? Đến cửa thì anh đứng lại. Anh còn việc phải đi trước, hai đứa ngồi chơi vui vẻ nhé. Này, em không sao chứ? Giang Thánh Trác nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, sưởi nắng, mệt mỏi vì buồn ngủ. Có sao đấy, tôi phải bế quan dưỡng thương. Không biết nữ ma đầu có thể truyền cho tôi một ít chân khí giúp tôi sớm ngày hồi phục không? Kiều Lạc Hy phì cười, vui vẻ ôm cuốn tập ngồi xuống bên cạnh xem tivi. Xem được một nửa, bỗng nhiên cô dừng lại. Này, tại sao anh không đi làm? Ở lì chỗ tôi làm gì? Giang Thánh Trác ngáp ngáp vài cái, từ thuế uể oải, vẫn cứ nhắm mắt, đôi lông mi hấp háy vì ánh nắng chiếu vào. Anh vô thức líu díu mấy tiếng. Ở bên cô... Kiều Lạc Hy ngẩn ngơ một lúc, rất lâu sau mới tản nhẫn trả lời. Thần kinh. Cô tiện tay với chiếc thảm mỏng bên cạnh ném lên người anh. Mấy ngày sau, lúc Kiều Lạc Hy bị Giang Thánh Trác kéo lên xe, miệng vẫn còn lẩm bẩm tự nói một mình. Những từ ngữ giống nhau có liên quan bị cô dùng loạn hết cả. Thật ra không phải tôi sợ đâu, cũng không lo lắng. Vì tôi đã quá lâu không về nên không được quen cho lắm thôi. Có thể về nhà tôi cũng vui mà. Thật đấy, dù sao đó cũng là nhà của tôi, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đấy, phải không? Hơn nữa, ông ấy là ba tôi. Trong tôi một nửa dòng máu là của ông ấy. Mặc dù chúng tôi đã không gặp nhau lâu rồi thì cũng đâu phải tại tôi cố ý. Ông ấy công việc bận rộn như vậy, tôi cũng rất là bận. Lần này cuối cùng có cơ hội gặp nhau, tôi nên cố gắng trân trọng. Người xưa có câu, tử dục dưỡng nhi, thân mất đãi. Người xưa sẽ không lừa tôi đâu. Đúng vậy, tôi nên tin người xưa. Hơn nữa tôi đã đồng ý với anh rồi. Kiều Lạc Hy tôi là một người thành thật đã nói là phải làm. Mấy chuyện chày bữa thất đức nhất định là tôi không làm. Còn nữa, quà tôi đã mua xong rồi. Món quà đắt như vậy, lãng phí thì thật không tốt. Anh nói có đúng không, Giang Thánh Trác? Giang Thánh Trác đã cười ngặt nghẽo bên cạnh từ lâu. Một tay đặt lên máy định vị, một tay chống lên cánh cửa xe xoa xoa trán, trả lời vô cùng hợp tác. Đúng vậy. Xe đi được mười mấy phút, dừng lại trước một tòa nhà nhỏ. Kiều Lạc Hy từ trong xe ngó đầu ra ngoài nhìn cửa hàng trước mặt. Giang Thánh Trác kéo cô xuống xe, khuôn mặt gian xảo, dùng giọng điệu ban nãy của cô trả lời cô. Tôi nhớ là tôi đã nói với cô từ đầu rồi, hôm nay có rất nhiều người sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của các trai. Mặc dù cô vẫn làm cụt hứng bằng việc ăn mặc chẳng khác gì đi dạo phố. Tôi không biết cô vô tình hay cố ý, nhưng mà không sao cả, vì anh hai cô đã dặn dò. Trước khi cô bước vào cửa, tôi nhất định phải trang hoàng cho cô thật đẹp, thật lung linh lộng lẫy. Đại tiểu thư thân yêu của tôi ạ. Giờ trò gì không biết. Giang Thanh Trác, tôi thật sự rất ghét anh. Ghét anh vô cùng kỳ tận, thật đấy. Vừa bước vào cửa, Dư Vãn đã chào đón. Cậu chủ Trác, ông chủ đã đợi cậu lâu rồi. Đang nổi giận ở trên đó đấy. Kiều Lạc Hy cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Cơ Dư, tên đó tính tình khó chịu như vậy, cô đừng đi theo hạt nữa. Tôi tìm cô một người khác tốt hơn. Dư Vãn bị cô trêu chọc đỏ ửng cả mặt. Còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy một âm thanh từ trên vọng lại. Cô cứ tìm được tấm chồng đi rồi hắn nói, lo cho chuyện của người ta làm gì. Cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2 có một người đàn ông, một mỹ nam trang điểm ăn mặc rất lộng lẫy. Một chiếc áo len cổ hình chữ V màu hồng, một chiếc quần bó màu đen phối hợp với ngũ quan dịu dàng hài hòa khiến Kiều Lạc Hy bỗng chốc nổi da gà. Kiều Lạc Hy không ngờ bị bắt tại trận, hơi chột dạ, ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ chào hỏi người đối diện. Bảy cộng một. Giang Thánh Trác và Dư Vãn không nhịn được cười. Tề Gia Giật ghét nhất là người khác gọi anh là bảy cộng một. Dưới bộ mặt đen xì như đáy nổi, vô cùng tức giận nói một câu. Lên đây đi. Kiều Lạc Hy dựa vào người Giang Thánh Trác, nhỏ tiếng hỏi. Giang Thánh Trác, tại sao anh lại đi gặp cái loại yêu quái này nhở?
có phải mấy người đàn ông học thiết kế đều có cái đức hạnh này không? Giang Thánh Trác chỉ cười mà không nói, vui vẻ đi lên lầu. Lên trên, Kiều Lạc Hy bị mấy cô gái kéo vào trong phòng thay trang phục, trang điểm. Giang Thánh Trác thay quần áo xong ra ngoài soi gương, Tề Gia Giật đứng bên cạnh anh khuôn mặt đắc ý. Này, đây là hàng riêng của mình đấy, không tồi chứ? Cũng được. Thật sự không cần phải nói, gương mặt và dáng người cậu đúng là có thể dọa người, chỉ có thể là cậu, nếu đồ người khác mình không đỡ đưa đâu. Giang Thánh Trác lờ đờ nhìn anh từ trong gương. Được rồi, cậu khen mình hay khen quần áo của cậu đấy, cậu không được lợi sao? Mình khiến cậu chịu thiệt à? Tề Gia Giật bị nghẹn lời. Giang Thánh Trác sửa sang xong quần áo cũng ngồi lên sofa, đưa mắt nhìn vào trong căn phòng. Cũng giống mình phải không? Đương nhiên rồi, những bộ này mình dùng chất vải vô cùng tuyệt, hơn nữa về chi tiết mình cũng tốn nhiều công sức. Bài cậu một, cậu đúng là xấu xa và tận xương cốt rồi. Cũng như nhau cả thôi. Mình nói này, Giang Thánh Trác, sao cậu gừng càng già càng cay đấy? Dùng một thủ đoạn đê hèn dung tục như vậy để đối phó với một cô gái. Loại con gái đó, thủ đoạn của cậu thâm sâu khó lường quá. Cô ta không có đầu óc, cũng chỉ lãng phí. Phải dùng thủ đoạn cấp thấp thế này thì mới khiến cô ta khó chịu. Cô ta rốt cuộc đã làm gì đắc tội với cậu? Giang Thánh Trác hất cằm, ý muốn nói đến người con gái đang mỉm cười chào mọi người dưới lầu, Dư Vãn. Nếu cô ta thật sự đắc tội với mình thì còn dễ. Nếu người động đến ngư ca xương vãn của cậu, cậu có dễ dàng tha cho cô ta không? Đây là một điển tích, ở đây ý chỉ người mình yêu quý. Ý của Giang Thánh Trác chơi chữ vãn này chỉ đồng chí Dư Vãn dưới lầu là điểm yếu của đồng chí Gia Giật. Tề Gia Giật bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, gật đầu. À, vậy thì nhất định không thể dễ dàng tha cho cô ta rồi. Vậy thì đúng rồi. Thứ mình cần đâu? Biết rồi, sáng sớm ngày mai mình sẽ bảo người đợi đưa qua cho cậu. Hai người đang nói chuyện, Giang Thánh Trác vô cùng tình quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Lạc Hy từ trong bước ra. Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, xuyên qua lớp thủy tinh, tạo thành một bóng cầu vồng lớn dưới mặt đất. Còn cô đứng giữa ánh cầu vồng ấy, gương mặt tươi tắn mỉm cười với anh. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, và cậu chủ Giang đã áp dụng triệt để dụ ý của câu nói này. Thật đáng thương thay cho những kẻ không biết điều. Gặp lúc thiên thời địa lợi, tại bữa tiệc sinh nhật của bố Lạc Hy, chàng đã bày mưu tính kế giúp nàng trả nốt mối thù với những kẻ dám động đến nàng. Dù trong công cuộc chuẩn bị để tiến hành âm mưu của mình, thì trái tim của chàng thiếu gia nào đó vẫn bị lệch nhịp trước vẻ xinh xắn của Lạc Hy. Lúc đó nàng như một công chúa bước ra từ ánh cầu vồng rực rỡ đến cạnh bên chàng. Nụ cười xinh đẹp của Lạc Hy lúc ấy chỉ là của riêng Giang Thánh Trác mà thôi. Ngọt ngào quá ha. Thôi bây giờ mình biến đây vì bắt đầu cảm thấy luồng khí nguy hiểm từ Giang Bướm Bướm tỏa ra ở chương sau đang lẩn vẩn rồi đây. Trying to run from the rain, yeah.